tiếp tục chi viện nhân lực, vật lực cho Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù phải liên tục hoạt động trong điều kiện khó khăn, nhưng với tinh thần xung kích, hàng trăm cán bộ hội viên phụ nữ vẫn đảm đương tốt vai trò của mình để chung tay cùng với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cùng gặp gỡ người thầy đặc biệt đã thắp sáng ước mơ cho hàng trăm người dân Vàng Đỏ và con em của họ trong phần cuối chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ ba ngày 10 tháng 8. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu một ngày mới. Chính quyền địa phương phải duy trì thường xuyên liên tục đi kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tại các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, kiểm soát nghiêm ngặt lái xe vận chuyển hàng hóa đường dài, xem xét các phương án giải phóng các trường học để làm khu cách ly tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Đó là những yêu cầu trọng tâm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh tại cuộc họp do Ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong sáng qua. Dự họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phan Quỷ Phương và Hoàng Hải Minh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng. Lưu lượng người từ các địa phương về Huế là hơn 55.000 người, nên xác suất người từ vùng dịch về địa phương có bệnh là rất cao. Tính đến 7 giờ sáng ngày 9 tháng 8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 147 ca dương tính đã được cách ly, trong đó phần lớn là người về từ vùng dịch. Các địa phương, địa điểm có nguy cơ cao, Sở Y tế tiếp tục tầm soát, sàng lọc từ 10 đến 12% trong cộng đồng. Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận hơn 38.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca để thực hiện tiêm chủng trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các địa phương cũng đã báo cáo với Ban chỉ đạo về công tác kiểm soát phòng chống dịch tại địa phương, cơ sở, đảm bảo không để dịch lây lan trong cộng đồng, cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát người về từ vùng dịch, cũng như nắm chắc thông tin về lượng người, bà con ở thành phố Hồ Chí Minh để có giải pháp tốt, cũng như sẵn sàng lực lượng tại cơ sở, chuẩn bị cho kịch bản phòng chống dịch cao nhất. Các địa phương thực hiện tốt chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương phải thường xuyên liên tục kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tại các địa điểm có nguy cơ cao như chợ đầu mối, trung tâm thương mại, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Nhất là giám sát các tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa đường dài, kiểm tra quy trình bốc dỡ hàng hóa, vì đây là những trường hợp có nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh rất cao. Liên quan đến công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp với ngành giáo dục tiến hành ra soát, bàn phương án giải phóng các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Về tình trạng xe khách, xe dù biển tướng chở người về từ vùng dịch, khai báo gian dối để đi qua các chốt kiểm soát y tế, song thả người dân xuống dọc đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị đây là hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rất cao. Do đó, chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, phát huy vai trò tổ COVID cộng đồng để kịp thời phát hiện, xử lý, đồng thời giao công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm và cập nhật thường xuyên liên tục các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 và các quy định hướng dẫn công tác phòng chống dịch của ngành y tế. Quán triệt tinh thần quan điểm chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trong mọi tình huống. Sáng qua, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chi viện đoàn 17 cán bộ, y bác sĩ và kỹ thuật viên cùng một lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế để bổ sung hoàn thiện cho Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, đoàn cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, đơn vị cũng đã huy động đặt hàng số lượng lớn các trang thiết bị y tế từ các nhà tài trợ, đơn vị cung ứng, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế. Trong quá trình hồi sức những bệnh nặng thì chúng tôi rất quen rồi, thì cũng vấn đề đó chúng tôi cũng đáng sợ lắm. Nhưng vấn đề chỗ là đây là đại dịch lớn của đất nước. Và chúng tôi hiện tại được đào tạo và chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ của bệnh viện giao phó. Đây là đợt bổ sung tiếp theo về nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hồi sức tích cực tại trung tâm.
các cán bộ y bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là những nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, được đơn vị đào tạo chuyên môn và các kỹ năng chuyên sâu như kỹ thuật thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng ECMO. Ngoài ra, các điều dưỡng cũng đã được tập huấn bài bản cách chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 nặng, thở máy, hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19. Trong đợt này, Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi cử những cán bộ trong các phòng ban hậu cần như là vật tư trang thiết bị hành chính quản trị để vào hỗ trợ lắp đặt máy móc trang thiết bị y tế cũng như là hệ thống khí nén y tế. Thì chúng tôi hy vọng một ngày gần nhất thì trung tâm đi vào hoạt động để giảm tải cho y tế ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng nguy kịch, giảm tỷ lệ tử vong và chung tay góp sức cùng thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi đại dịch COVID-19. Dự kiến trong tuần này, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ cử khoảng 300 cán bộ y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào thành phố Hồ Chí Minh để sớm hoàn thiện hệ thống thiết bị y tế và tiến hành thu dung điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Số lượng y bác sĩ tình nguyện tuyến đầu chống dịch COVID-19 sẽ tăng dần theo số lượng bệnh nhân của Trung tâm Hồi sức COVID-19. Ngoài tăng cường cho Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đảm bảo chuyên môn, sẵn sàng nhân lực, vật lực tại đơn vị để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, ngày 2 tháng 8, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế do giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát và thiết lập Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại đây. Các bệnh viện có thể liên hệ với các cơ sở có Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia để được đào tạo tập huấn cấp tốc về cấp cứu hồi sức tích cực, sử dụng máy thở. Đây là nội dung trong công văn Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành ngày 8 tháng 8. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh, số người bệnh COVID-19 nặng có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị khẩn trương đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực. Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện lập danh sách các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang làm và dự kiến huy động làm cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 để được đào tạo, tập huấn cấp tốc về cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng máy thở và các nội dung cần thiết khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc ra soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản tiêu thụ cụ thể trong điều kiện dịch bệnh, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia thu hoạch, vận chuyển kịp thời. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh cho tổ chức cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thủy sản và có phương án phòng trừ kịp thời, rà soát chuẩn bị kỹ các điều kiện cho mùa vụ sản xuất tiếp theo như nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi, máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào, khả năng cung ứng, dự kiến những khó khăn vướng mắc, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, hoạt động các cảng cá, tàu đánh bắt hải sản, vừa đáp ứng điều kiện phòng chống dịch, vừa không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, ảnh hưởng sinh kế của hàng ngàn hộ nông dân, kể cả trước mắt và lâu dài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân. Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Cát Bớt Việt Nam cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Với mong muốn góp sức mình vào công tác phòng chống dịch của cả nước, công ty đã quyết định ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19 do Chính phủ phát động. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời cảm ơn đến đại diện lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ cùng chung tay với địa phương cũng như cả nước phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Nam Tiến cho biết, tất cả các nguồn lực sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ kinh phí mua vaccine cũng như các trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Cùng với toàn xã hội tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều bà con từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam về Thừa Thiên Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt các đội phản ứng nhanh và triển khai nhiều việc làm thiết thực như đóng góp nhu yếu phẩm, tham gia hậu cần tại các khu cách ly tập trung. Dù phải liên tục hoạt động trong điều kiện khó khăn, nhưng với tinh thần xung kích, hàng trăm cán bộ hội viên phụ nữ vẫn đảm đương tốt vai trò của mình để chung tay cùng với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tại khu vực hậu cần của khu cách ly ở trường mầm non phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, từ sáng sớm, các chị em phụ nữ của đội phản ứng nhanh Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủy Dương đã sắp xếp công việc gia đình, mang theo những loại nhu yếu phẩm có sẵn trong nhà cùng đến tham gia công việc hậu cần. Người mang thực phẩm, rau củ quả, người hỗ trợ gia vị, các chị khẩn trương làm công việc sơ chế, nấu bếp, đóng hộp, mỗi ngày chuẩn bị gần 350 suất ăn cho người lớn và trẻ em. Bữa trưa, công việc phải hoàn thành trước 11 giờ, buổi chiều trước 17 giờ, sẵn sàng phục vụ những bữa ăn chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng cho người cách ly. Mình đến thực đơn 3 bữa, một bữa ăn là tổng cộng là 8 món ăn, trong đó thì cá, trứng, gọi là trái cây, rau củ quả, người cách ly họ ăn họ còn khen ngon nữa. Cùng với việc tham gia thường xuyên công tác hậu cần tại các khu cách ly ở phường, xã, các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch của phụ nữ các địa phương còn tham gia tại các khu cách ly của tỉnh. Khi số lượng người cách ly tăng lên, tỉnh hội huy động các đơn vị cùng chung tay giúp sức. Có 18 đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 cấp huyện, thị, thành phố tham gia tại các khu cách ly của tỉnh. Đồng thời, 141 cơ sở hội ở các xã, phường, thị trấn cùng thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19. Hiện nay, hàng ngày có 500 cán bộ hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia đội hình phục vụ hậu cần tại các điểm cách ly với tổng số khoảng 25.000 suất ăn mỗi ngày. Các chị em phụ nữ còn vận động quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trong các cấp hội. Tham gia phục vụ hậu cần thì tôi đã tham gia ngày là 6 ngày, và là tôi cũng có là ủng hộ thêm một ít đồ nhu yếu phẩm, và cũng có vận động thêm các chị hội viên ở trong phường nhu yếu phẩm chí thì chị em ủng hộ với tấm lòng là chống tay đại lôi COVID. Đội phản ứng nhanh của hội phụ nữ phường Thủy Dương là có tất cả là 26 người, vận động chị em để các cái nhu yếu phẩm đến những chỗ khu cách ly của phường mình, trường mầm non Thủy Dương. Chỗ thứ hai là dưới trường cao đẳng nghề 23 của Bộ Quốc phòng. Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên phụ nữ, các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh luôn giữ tinh thần sẵn sàng, cùng góp sức chung tay phòng chống dịch. Những việc làm thiết thực này tạo hiệu ứng tích cực không chỉ trong hội phụ nữ mà lan tỏa thu hút nhiều cá nhân, nhà hảo tâm cùng tham gia. Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về phát động phong trào phụ nữ sống xanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học bản địa IMO. Đến nay, nhiều mô hình được thành lập ở các địa phương trong toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 16 mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học bản địa với 187 thành viên tham gia, vượt chỉ tiêu đề ra. Các thành viên tham gia được tập huấn về kỹ thuật phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa IMO, tiếp cận các kiến thức, phương pháp thực hành. Căn cứ vào đặc tính và khối lượng rác thải của từng địa phương, các huyện, thị xã, thành phố đã lựa chọn các loại hình về xử lý rác thải hữu cơ sử dụng vi sinh bản địa để phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu rác thải ra môi trường, tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2021-2026, phấn đấu nhân rộng trên toàn tỉnh, với chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn có mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh bản địa. Chương trình phục hồi sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai của Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được triển khai mang lại hiệu quả ý nghĩa thiết thực. Đến nay, chương trình phục hồi sinh kế tái thiết cuộc sống đã hỗ trợ cho 551 hộ dân với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ 13.426 con giống cùng thức ăn chăn nuôi, trao 2.280 cây giống cùng phân bón trồng trọt. Bên cạnh đó, Tổ chức Rồng Xanh đã hỗ trợ nhiều loại phương tiện đánh bắt cho 178 hộ dân vùng ven biển đầm phá và hai tổ liên kết sản xuất với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng tại 38 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh cho 111 hộ dân với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
trao tặng đồ dùng gia đình cho 144 hộ dân với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng, tặng 44 xe đạp cho 44 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 101 triệu đồng và hỗ trợ 74 triệu đồng tiền mặt cho 74 hộ để mua sắm những nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ hỗ trợ giải ngân 280 triệu đồng cho 28 hội viên phụ nữ ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang nhằm bổ sung nguồn vốn kịp thời cho dự án phát triển sản xuất kinh doanh. Chương trình này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp bà con phục hồi sản xuất chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, rời quân ngũ trở về địa phương, nhưng với ông Trần Văn Hòa, chất lệnh bộ đội Cụ Hồ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chứng kiến người dân quê hương vùng đầm Sam chuồng nghèo khó do thất học, ông đã tự nguyện mở lớp dạy học miễn phí ở vùng quê đầm phá. Vậy là suốt hơn 30 năm qua, hành trình giao chữ đầy gian nan của ông giáo cựu chiến binh đã thắp sáng ước mơ cho hàng trăm người dân Vàng Chài và con em của họ. Hãy cùng làm quen với người thầy giáo chất phác này qua phóng sự sau. Hơn 30 năm trước, người dân ở khu vực đầm Sam thuộc xã Phú An hầu hết đều sống lênh đênh trên thuyền, làm nghề chài lưới nay đây mai đó, nên chẳng mấy người biết chữ. Ông Hòa may mắn hơn vì cha mẹ có nhà ở đất liền. Thuở bé, ông được học đến lớp 12, sau đó đi bộ đội. Nhìn lũ trẻ trong xã, chẳng đứa nào được đến trường. Ông mở lớp học dạy chữ miễn phí ngay trong nhà mình. Vì các em ở đây đa số trước đây là đều sống theo cái trên một chiếc đò, cả một cái gia đình như vậy. Tôm cá ở vùng nào có thì treo đò đến đó để mà đánh. Thì thấy từ cái khó khăn như vậy thì tôi mới xin phép mẹ tôi là thôi mình có cái căn nhà ngang, mình ở cái nhà lớn có căn nhà ngang cho con mở một cái lớp dạy tình thương. Mình mở là dạy từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 1990. Kể về lớp học đặc biệt của mình, ông Hòa cho biết, trận đại hồng thủy năm 1999, hàng trăm hộ dân Vàng Đò ở xã Phú An lên bờ định cư. Rời cuộc sống sông nước lên bờ mưu sinh là một khó khăn lớn với người dân Vàng Đò. Hầu hết cư dân những làng chài ven phá tỉnh Thừa Thiên Huế đều không biết chữ, chỉ có thể lăn tay mỗi khi cần xác nhận pháp nhân trên các loại giấy tờ. Trước tình cảnh này, tháng 6 năm 1990, ông Hòa đã quyết định dựng một căn chòi sát bên nhà, mở lớp dạy xóa mù chữ miễn phí cho người dân trong vùng. Lúc đầu ông chỉ nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để dạy học, nhưng sau này ông nhận thấy cần phải dạy chữ cho cả bố mẹ của các em. Vì thế ông vận động thêm phụ huynh, những người lớn tuổi, đặc biệt là chị em phụ nữ vào lớp học để dạy. Vì tôi cũng chưa qua là trường lớp môi trường sư phạm, chưa qua cao đẳng và đào sư phạm, nhưng mà tôi cũng hết chương trình 12/12 thì với xóa mù thì cũng đòi hỏi phí là cái bằng cấp chí chủ nhiều để cho chị em được đọc thông việc thạo và được chữ ký, kể cả việc là cái ký sức ký. Tôi thì 62 tuổi rồi, mà khi nào tôi có hứa ở trong tâm là khi nào sức khỏe không cho phép thì tôi cũng không làm cái công tác này nữa, cái việc này nữa, còn khi nào sức khỏe không cho phép thì tôi sẽ làm. Vì con người hạnh phúc nhất được làm cho mọi người một điều chi đó mà tốt đẹp thì mình cảm thấy mình là người hạnh phúc. Cứ như thế, người thầy giáo chất phác với hành trình giao chữ tại các lớp học tình thương trở thành một hình ảnh đẹp theo suốt ký ức của những người dân ở khu đầm phá này. Tôi học được gần 3 năm rồi mà rửa chân giờ thầy Hoa diệt tinh dạy để chứ đọc được việc được rồi. Khi người không thầy dạy mà người ít thầy dạy rồi đó. Với việc làm cao cả này, ông Hòa không ít lần nhận được nhiều bằng khen cao quý của tỉnh, của ngành giáo dục. Tuy nhiên với ông, phần thưởng lớn nhất, đó chỉ đơn giản là mọi người dân nghèo đều được biết chữ, biết đọc, biết viết, để không phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Phần cuối như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, gió Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục duy trì, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ, thấp nhất từ 27 đến 28 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 68 đến 70%. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vùng A lưới cấp 3 cấp nguy hiểm, các nơi khác trong tỉnh cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.